Chào mừng quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị một loại quả rất tốt trong việc hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, đó là quả dừa. Và mời quý vị cùng đến với câu chuyện của một nhân vật rất đặc biệt trong video ngày hôm nay, đó là nghệ sĩ ưu tú Mạnh Cường. Anh đã bị bệnh tiểu đường, nhưng nay nhờ vào một phương pháp mà anh đã xua tan nỗi lo căn bệnh này. Mời quý vị cùng chú ý theo dõi ngay sau đây. Quả dừa thần dược trị tiểu đường. Trong nước dừa có chứa kali và axit lauric, có tác dụng điều hòa huyết áp, tăng lượng cholesterol tốt trong cơ thể lên, từ đó ngăn chặn các biến chứng về tim mạch. Đây là những biến chứng thường xuyên gặp ở bệnh nhân tiểu đường, nhất là tiểu đường type 2. Không những thế, chất xơ và các axit amino trong nước dừa giúp tăng nhạy cảm với insulin và cản trở hấp thụ đường. Nước dừa có chỉ số đường huyết là 3 nên không làm tăng đột ngột mức đường huyết. Dưới đây là chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Mạnh Cường đã bị bệnh tiểu đường. Luôn xuất hiện trên phim với hình mẫu của một người đàn ông từng trải, lịch lãm và đẹp trai, nghệ sĩ ưu tú Mạnh Cường có một danh sách dài những người đẹp từng là vợ, là bạn gái trên màn ảnh lớn nhỏ. Mạnh Cường thuộc tiếp người đàn ông mà phụ nữ thích chinh phục, vì thế cả trong phim và ngoài đời, không dưới vài lần, Mạnh Cường lạc với giấc mơ của các thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng nhờ tình yêu chân thành, sự quan tâm của người vợ đã giúp cho Mạnh Cường luôn làm chủ hạnh phúc của mình bên hai đứa con ngoan ngoãn. Muốn bù đắp cho vợ nhưng lực bất tòng tâm. Lần nào nhắc tới vợ anh, nghệ sĩ ưu tú Mạnh Cường cũng có ánh mắt trìu mến, giọng nói không giấu được sự hạnh phúc. Nhưng lần này lại khác, đâu đó có chút băn khoăn. Vợ tôi cả cuộc đời làm hậu phương vững chắc cho chồng, chịu bao nhiêu vất vả thiệt thòi. Nhưng bây giờ, khi tuổi đã xế chiều, muốn bù đắp cho vợ mà lực bất tòng tâm. Nghe chú nói, tôi rất thắc mắc, nhưng cũng không hy vọng chú sẽ trả lời. Thế mà chú nói thật, chân thành như đôi mắt mở to và ánh nhìn thẳng vào người đối diện. Tất cả là do căn bệnh tiểu đường quái ác đã làm đau lòng vợ tôi. Năm 2004, khi đang công tác tại Sở Văn hóa Thông tin, là lúc tôi biết mình bị tiểu đường type 2. Lúc đó, đường huyết lên tới 15 mmol trên lít. Trước đó cũng có nhiều dấu hiệu báo trước rồi, nhưng phần là vì công việc bận rộn, phần vì chủ quan mà không đi khám. Mạnh Cường chia sẻ lúc mới bị bệnh, người luôn mệt mỏi, không có sức để làm việc. Đặc biệt, chú luôn thèm ăn, thèm uống mà chủ yếu là đồ ngọt, nhưng bạn bè gặp lại bảo chú hốc hác, ra sạm đi. Mà công nhận vì thi kiểm tra chú giảm tới 7 cân trong vòng 6 tháng. Chú có dùng thuốc tiểu đường bác sĩ kê và thuốc bổ nhưng đường huyết vẫn cao. Chưa bao giờ về ngưỡng an toàn cả, dao động lúc lên tới 10 đến 11, lúc thì còn xuống khoảng 8 mmol trên lít. Đặc biệt có lần đang đóng phim, chú còn bị xỉu đi vì đường huyết tụt xuống còn có 2 hay 3. Và người lo lắng cho Mạnh Cường nhất, không ai khác chính là người vợ đầu ấp tay gối. Lúc tôi bị ngất, bà ấy khóc hết nước mắt, lo lắng tới mất ăn mất ngủ. Ngày còn trẻ có lúc trái tim tôi lầm lỡ khiến cho vợ tôi phải rơi nước mắt, nhưng cô ấy vẫn bao dung tha thứ cho tôi. Từ đó tôi hứa với lòng mình sẽ không bao giờ phải để vợ khóc thêm lần nào nữa. Nhưng căn bệnh tiểu đường quái ác này lại khiến cho vợ tôi đau lòng. Giọng nói không giấu được sự tự hào, chú chia sẻ rằng, nhưng vợ tôi cũng là một người phụ nữ rất kiên cường, không có bà ấy thì không có tôi ngày hôm nay. Bà ấy nắm tay tôi và nói rằng, em sẽ cùng anh chiến đấu với căn bệnh này. Rồi tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị, tự mày mò lên mạng, xem những thực phẩm nên kiêng hay nên ăn với người tiểu đường. Tính toán cân đối khẩu phần ăn cho tôi, sao cho lượng đường cung cấp vào cơ thể tôi ít nhất nhưng vẫn để đảm bảo sức khỏe cho tôi. Có thể nói, bà ấy chính là bác sĩ dinh dưỡng của tôi. Nhưng vì công việc thường xuyên căng thẳng, stress, với lịch đi diễn, đi công tác dày đặc, tôi ăn uống rất thất thường. Về sau khi đi khám, tôi còn bị thêm cả mỡ máu và phải dùng thêm cả thuốc hạ mỡ máu. Dùng nhiều loại thuốc Tây thì thành ra lần nào đi khám, men gan cũng cao quá mức cho phép. Quả thực thời gian đó, tôi suýt nữa thì rơi vào trạng thái trầm cảm vì suy nghĩ quá nhiều. Tình trạng còn trầm trọng hơn khi tới năm 2010, tức là tròn 6 năm bị bệnh. Chú Mạnh Cường bắt đầu thấy cơ thể có những biến chứng mà bác sĩ đã cảnh báo từ trước kia. Tay chân dần tị tê bì và mất cảm giác.
mắt cũng không còn chuẩn nữa mà mờ đi thấy rõ, như có tấm màn chắn ngay trước mặt. Đặc biệt, chuyện thế nhị mà khi nhắc tới, chú vẫn còn ngượng ngùng. Nhiều khi đi công tác xa, lúc về cũng muốn bù đắp cho vợ những ngày dài vất vả một mình. Nhưng mà sinh lý đàn ông vì bị bệnh tiểu đường cũng từ đó mà suy giảm đi. May mắn là vợ hiểu và thông cảm cho mình. Sức khỏe trở lại cũng nhờ vợ. Nghệ sĩ Mạnh Cường đúng là may mắn khi có một người vợ yêu thương mình hết mực. Bà ấy sốt sắng, lo lắng cho bệnh của chồng còn hơn cả tôi. Gặp bạn bè nào cũng hỏi xem có biết ai bị bệnh giống chồng không, kinh nghiệm dùng thuốc như thế nào. Nhờ thế mà bà ấy biết tới sản phẩm Khang Đường Tâm Hồng Phúc dành cho người tiểu đường rất tốt. Và đây cũng là một sản phẩm rất nổi tiếng đã bán ở Việt Nam. Bà ấy bảo vì mua cho tôi dùng nên cắt công tìm hiểu rất kỹ. Từ nguồn gốc xuất xứ cũng như là thành phần, giờ nó đã là vật bất ly thân của tôi. Mạnh Cường rút trong túi ra một hộp Khang Đường Tâm Hồng Phúc luôn luôn mang theo trong người, đọc vanh vách như thể nắm rõ trong lòng bàn tay, thành phần rất hoàn hảo. Và từ ngày dùng Khang Đường Tâm Hồng Phúc, tôi thấy người khỏe lắm, mặc dù dùng thêm để hạ đường huyết kèm với thuốc tây nhưng tôi chưa bao giờ bị tụt đường huyết đột ngột. Tôi có máy đo đường huyết ngay tại nhà nên sáng nào cũng kiểm tra, đường huyết hạ dần và sau 2 tháng dùng Khang Đường Tâm Hồng Phúc và sau 10 năm bị tiểu đường, đường huyết của tôi đã về được ngưỡng 5,8mmol/lít, rất an toàn. Về sau, đường huyết vẫn ổn định như thế, kể cả khi bác sĩ đã chỉ định giảm gần hết thuốc tây cho tôi. Mạnh Cường còn hào hứng chia sẻ thêm rằng, bây giờ tôi chỉ dùng có 2 viên Khang Đường Tâm Hồng Phúc hàng ngày để ổn định đường huyết thôi, chứ tôi gần như không cảm thấy bệnh tật trong người nữa. Cân nặng đã trở lại như xưa, tay chân cũng hết tê bì, mắt sáng rõ. Tôi có thể theo đoàn, theo vai diễn từ sáng tới đêm khuya vẫn khỏe như bình thường. Mỡ máu men gan cũng đã về ngưỡng an toàn rồi. Chú cười, không giấu được sự hạnh phúc. Cũng may là bệnh tiểu đường được đẩy lùi, bản lĩnh đàn ông đã quay trở lại. Tôi không còn cảm thấy có lỗi mỗi khi đối mặt với vợ nữa rồi. Nhiều lúc tôi thường trêu vợ rằng, em là vợ cả, còn Khang Đường Tâm Hồng Phúc là vợ hai của anh không thể thiếu ai được. Mạnh Cường lại tủm tỉm cười, chú bảo với người đàn ông chỉ cần thế là đủ rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem hết video này. Quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like và đừng quên hãy nhấn nút đăng ký kênh và nút quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.